Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Thấy nó giòn nhưng mà mình thấy mình giòn, nó chiên giòn không? Ra rất giòn nha các bạn, rồi các chị, giòn ơi là giòn luôn á, ngon quá. Rồi còn bây giờ xin chào các bạn và các anh chị nhé. Xin chào các bạn và các anh chị, hôm nay thì mình sẽ làm món gà chiên giòn nha. Thì để làm món gà chiên giòn ngày hôm nay, trước hết ở đây mình sử dụng 1 kg đùi, và khoảng là từ 4 đến 5 cái đùi gà ha. Ngoài đùi ra thì ở đây mình sử dụng sữa tươi, bột chiên giòn, 100 g bột mì, 2 muỗng cà phê bột ớt, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Ở đây mình sử dụng 3 muỗng đường, trứng gà, và mình thêm 1 ít muối nha các bạn và các anh chị. Trước hết gà ở đây thì mình sẽ rửa sạch nè, mình mua về mình rửa sạch ha. Mua về rồi mình rửa sạch, đó lúc đầu là mình sẽ dùng một cái tăm á, mình xiêm mình đâm lỗ như thế này nè, đặng cho khi mà hồi mình ướp á, cái đùi gà nó sẽ thấm vô bên trong, thì cái hương vị, cái gia vị nó được thấm bên trong thì cái gà nó sẽ ngon nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái bột ớt vào, nêm, đường. Đường ở đây thì như mình nói là mình cho khoảng 2 đến 3 muỗng cà phê đường. Ở đây là mình sử dụng cái sữa tươi không đường nha. Nếu các bạn sử dụng là cái sữa tươi có đường thì mình giảm cái lượng đường lại. Đó, mình sẽ cho 1 bịch sữa tươi này vào. Cái mục đích của mình ướp cái sữa tươi, cái thứ nhất là khi mình ướp cái sữa tươi á, mình ăn gà nó không bị tanh. Cái thứ hai nữa là khi mình ướp cái sữa tươi này, mình ăn gà rồi nó cái gì nó béo trong sữa, nó hòa quyện ở trong gà, nó rất là ngon nha, nó thơm, khi mình chiên lên nó thơm á. Đây thì mình sẽ cho, như mình nói là cho muối, thì mình sẽ cho là khoảng là 1 muỗng cà phê nhỏ nha. Rồi sau đó mình trộn đều lên. Mà mình ướp gà ở đây là khoảng 1 tiếng nha các bạn. Các bạn có thể là mình ướp nửa tiếng cũng được, gà nếu mà các bạn cắt ra. Còn nếu không thì mình có thời gian đó, mình bỏ vô cái tủ lạnh, mình ướp về mình để vô cái ngăn mát tủ lạnh á. Mình để khi nào chiên cũng được, 1-2 tiếng cũng được luôn nha. Rồi ở đây sau khi mình đã ủ với sữa rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên, hoặc là các bạn có thể là mình dùng cái xửng á, mình hấp nha. Mình hấp cái gà này thì nó giữ được nguyên cái chất, còn mình luộc thì mình cho nước vào rồi nó không có còn được ngon nữa. Bây giờ mình sẽ đem đi gà này để hấp khoảng 15 đến 20 phút cho cái đùi gà này nó chín luôn. Giờ mình sẽ pha bột nha. gà này mình đánh đều lên. Cái phần sữa hồi nãy á, khi nãy các bạn có thể là mình cho vào ở trong đây, mình đã có niêm sẵn rồi, mình cho vào luôn. Mình cho nó số lượng nó vừa thôi. Đó, mình sẽ cho bột từ từ mình quậy vào. Cái này là bột mì, mình sử dụng khoảng là như mình nói ban đầu, mình sử dụng 100g bột mì nha. Này mình pha cái dạng hỗn hợp này, hỗn hợp dạng bột đặc ha. Mình sẽ cho cái nước sữa tươi nãy á, từ từ vào. Mình pha cái hỗn hợp bột này nó sệt như thế này là được rồi nè các bạn, các anh chị. Sau đó thì mình sẽ cho cái bột chiên giòn ra. Rồi ở đây sau khi mà các bạn thấy mình hấp xong rồi thì mình sẽ để cho nó ráo ha, nó nguội rồi mình hãy cho mình vào bột mình lăn rồi mình chiên nha. Giờ nó đang còn nóng ha, rất là nóng nha. Để khoảng là 5-10 phút gì cho gà nó nguội bớt đi. Chiên với cái lửa nhỏ thôi ha, lửa vừa và lửa nhỏ thôi để cho cái gà nó chín đều nha. Khi thấy đây đã vàng rồi mình sẽ lấy ra. thế là mình đã làm xong cái món gà chiên giòn ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn và các anh chị. Hẹn gặp lại các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.